Hôm nay mình làm nui sắn cho con nó ăn. Cái đây là cái đầu của cái nui sắn. Mình sẽ gắn vô cái máy của mình là cái máy Philips Pasta Maker. Đó. Hồi mình mua nó chỉ có 4 đầu khuôn thôi, cho nên là mỗi lần mà có cần cái gì thì mình mua lên Amazon mình kiếm, hoặc là mình nói với em Như ở bên Việt Nam á, Facebook của em là Gia Dụng Bếp Bánh để mua gửi qua. Đợt này thì em chồng của mình từ Việt Nam qua, cho nên mình mua và em chồng mình bưng qua cho mình cái nui này đó. Thì cái đầu nui này thì mình nói với Như là mình muốn từ lâu rồi đó, tại vì con mình nó rất thích ăn nui xoắn đó. Bữa nay có cho nên là mình giọt mình giợt liền hả. Đây mình giới thiệu cái đầu khuôn nui sắn cho mọi người, và mình sẽ quay cho mọi người coi cái nui sắn nó như thế nào. Đợt trước mình có order các cái loại nui nè, giống như sao nè, mình làm nui rồi nuôi xe hơi nè, cái gì nữa, xe hơi nuôi rồi nuôi pretzel nè, rồi nuôi này là nuôi của cái máy gọi là Mitsubishi thì phải. Ôi mình nhiều lắm rồi, mà mình quay video clip mọi người xong rồi cái, không biết mình bấm lộn nút sao cái nó ngõm mất tiêu. Rồi bây giờ mình kiếm lại không thấy đâu hết, cho nên thôi để bữa nào mình quay lại cái nuôi xe hơi mình cho mọi người coi. Nhưng mà thật ra đó, mình giới thiệu mấy cái đầu nuôi như vậy đó là mình order ở bên Gia Dụng Bếp Bánh từ Việt Nam, và nếu mà không có người qua thì em ấy gửi thẳng từ Việt Nam qua nước Anh cho mình đó, rồi mình trả tiền cước phí tiền này tiền kia cho em ấy. Vậy thôi, vì mình có tài khoản bên Việt Nam, em gái mình đứng tên, cho nên mỗi lần cần chuyển tiền thì em gái mình chuyển tiền cho Như đó. Ai muốn mua thì mọi người cứ mua, mình sẽ viết dưới box giới thiệu về cái link của Gia Dụng Bếp Bánh để cho mọi người có thể biết mà cách mua. Nên các bạn đây.